Tại sao có nơi nói tham sân si là gốc rễ của mọi tội ác, còn có nơi nói vô minh là gốc rễ của mọi tội ác? Lại có nơi nói tham sân si mạn nghi mới là nguồn gốc. Vậy vô minh và tham sân si đâu mới là gốc rễ? Mạn và nghi ít được nhắc tới, có phải vì nó ít nguy hiểm hơn tham sân si hay không? Sư đưa ra một ví dụ như thế này. Có đứa con á, thằng con út á, nó đói bụng thì nó ra nó khều má, nó nói má con đói bụng, mà má ba đang bận tay cho nên bả pha đỡ cái gói mì cho nó ăn, nói ăn mì đi con, ăn mì hết đói bụng. Rồi tới đò tới cái thằng hai đó, nó đói bụng, nó kêu má con đói bụng. Thì bà má lúc đó thì bả đang ở ngoài, bả đang luộc khoai lang, bả đưa khoai lang cho con, nói con ăn ăn khoai lang đi con hết đói bụng. Rồi thằng thứ ba đó, thằng anh ba thì nó cũng đói bụng, nó kêu nó khều má, nó má con đói bụng. Bà má nó chờ tí xíu con, nó cơm chín rồi, cơm chín rồi, giờ dọn cơm lên rồi con ăn cơm thì con hết đói bụng. Thì bây giờ ba đứa con á, đứa út rồi đứa đứa anh hai rồi đứa ba, ba đứa đó nó cãi nhau, nó nói đói bụng phải ăn mì mới hết đói bụng, còn một đứa nó không, đói bụng là phải ăn khoai mới hết đói bụng, còn một đứa thì nó không, đúng đúng chính chính bà má bà dọn cơm cho tao ăn nè, rõ ràng là đói bụng ăn cơm nó hết đói bụng. Rồi ba thằng đó nó cãi nhau, nó đánh lộn với nhau, bà má tới lôi lôi cổ ba đứa đó tét tét đứt hết ba đứa, nói trời ơi đói bụng thì má có cái gì thì má cho mấy đứa ăn cái đó chứ, bay đâu bay, bay rảnh quá ha, bay rảnh vì bay cãi ba thứ nhảm nhí vậy. Trường hợp trong kinh tạng có những khi, có những khi Đức Phật đối với con người ở trước mặt á, Đức Phật ngài chỉ cần nói là bây giờ con chỉ lo cái tham sân si thôi, gốc rễ của mọi cái ác nghiệp trên đời đời này là do tham sân si mà ra, con chỉ cần lo con dẹp tham sân si là xong. Nhưng mà có người thì Đức Phật cảm thấy là nói tham sân si nó không có thấm, mà Đức Phật nói là con chỉ cần con giải quyết cái vấn đề vô minh thôi, vô minh là gốc rễ của luân hồi đó. Đấy, con giải quyết cái vô minh là nó xong chuyện. Còn có người đó thì Đức Phật lại nói là có những cái phiền não mà nó là cái gốc rễ khiến cho con đi luân hồi, con chỉ cần con giải quyết xong nó là con khỏi luân hồi. Đó là gì? Đó là tham sân si ái mạn kiến nghi. Đấy, thì tùy trường hợp mà Đức Phật có những cái giải thích khác nhau. Chúng ta không thể nào mà chúng ta đọc mỗi một bài kinh rồi chúng ta lôi cái đó ra y như là ba thằng nhóc cãi nhau, đứa đứa ăn mì, đứa ăn khoai, đứa ăn cơm vậy đó. Y chang như vậy. Còn quý vị hỏi thì vô minh và tham sân si đâu mới là gốc rễ, thì làm ơn làm phước ha. Giống như quý vị nói là bây giờ là ăn ăn cơm no bụng hay ăn khoai no bụng hay là ăn mì gói mới no bụng thì sư chịu thua. Đấy, ăn thằng nào cũng no hết trơn á. Còn mà hỏi theo cái dòng 12 nhân duyên á, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên ưu bi lão tử. Thì cái vô minh là cái thằng đầu của cái được thằng được kể đầu tiên của 12 nhân duyên. Tức là vô minh mới tạo ra các cái nghiệp thiện ác dẫn chúng sanh đi đầu thai. Còn cái tham sân si á là khi mà xúc duyên thọ, thọ duyên cho ái thì cái thằng ái đó chính là tham sân si đó. Thì chính vì cái thằng ái đó nó mới đưa đến cái chuyện là tạo các cái nghiệp thiện ác lại dẫn chúng sanh đi đầu thai. Cho nên quý vị có nói hai thằng đó là một thì nó cũng không sai, mà quý vị nói hai thằng đó là anh em với nhau cũng không có sai. Tùy theo cách hiểu của mỗi người và tùy theo từng trường hợp khác nhau ha. Còn mạn nghi thì xin thưa là cái kiết sử á, nó gồm nó có hạ phần kiết sử và thượng phần kiết sử. Đấy, hạ phần kiết sử á là gồm có cái gì? Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân. Thì cái nghi nó còn nằm ở trong hạ phần kiết sử. Còn cái thiện thượng phần kiết sử á là mạn, mạn thuộc thượng phần kiết sử nha. Mạn sắc ái, vô sắc ái.
Xin lỗi. Hạ phần kiết sử là cái gì? Thần kiến hoài nghi với cấm thủ. Thần kiến hoài nghi với cấm thủ là hạ phần kiết sử. Còn cái thượng phần kiết sử, cái dục ái và sân á, nó thuộc thượng phần kiết sử. Đúng rồi. Dục ái và sân, cái ái gồm có sắc ái, dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Sư xin lỗi ha, sư xin lỗi, tại vì có đôi khi ấy, nó cái trí nhớ nó có vấn đề. Nãy sư nói đúng rồi. Năm cái hạ phần kiết sử là thân kiến hoài nghi với cấm thủ dục ái và sân, còn năm cái thượng phần kiết sử á, là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Đương nhiên là người ai cũng có sai lầm ha. Đó. Cho nên là sư có sai thì cũng không có lạ, cái quan trọng là mình nhận ra mình sai và mình sửa ha. Đấy, năm cái cho nên là cái phần mà mạng á, mạng nó thuộc về thượng phần kiết sử. Cái mạng ở đây á, thì sở dĩ gọi nó là thượng phần kiết sử bởi vì nó trói luôn được cả cái vị thánh Anaham. Nó trói được vị thánh Anaham, cho nên nó thuộc về thượng phần kiết sử. À, cái mạng là gì? Mạng là cái mạng là cái sự tự hào. Mạng là cái sự tự hào. Anh còn tự hào á, anh còn tự hào thì nó là mạng. Còn cái chuyện ít nguy hiểm hơn thì cái đó là đánh giá cá nhân của quý vị, đánh giá cá nhân của mình, chứ không phải là nó ít nguy hiểm hơn.